võ sĩ Trung Quốc cà khịa độc cô cầu bại Nguyễn Trần duy nhất của Việt Nam và cái kết. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, có lẽ với những ai đã theo dõi võ thuật lâu năm, đặc biệt là bộ môn Muay Thái, chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Trần duy nhất. Với thành tích là nhà vô địch các giải của Liên đoàn Muay Thái Thế giới trong nhiều năm, nên anh được người hâm mộ và giới báo chí ưu ái gọi với cái tên Độc Cô Cầu Bại. Thế nhưng, ở bên kia biên giới, lại có một võ sĩ Trung Quốc dám ngông cuồng cả khịa đòi thách đấu với anh. Vậy, võ sĩ kia là ai? Kết quả trận đấu như thế nào? Mọi người hãy cùng Tuyệt Mật giải mã trong số này. Người dám thách thức với Nguyễn Trần duy nhất chính là võ sĩ Wang Wanhuang, người Trung Quốc. Trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Trần duy nhất và Wang Wanhuang thuộc hạng cân 60kg diễn ra trong khuôn khổ Asian Fighting Championship 2017. Đây là giải đấu chuyên nghiệp do Liên đoàn Muay Thái Thế giới phối hợp với Hiệp hội Muay Singapore tổ chức. Trước trận đấu, Wanhuang có lợi thế hơn khi sở hữu chiều cao vượt trội 1m80 so với Nguyễn Trần duy nhất. Tuy nhiên, với chiến thuật thi đấu khôn ngoan, Độc Cô Cầu Bại Việt Nam đã khiến cho đối thủ người Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Duy nhất liên tục tung những cú đá quét trụ khiến Wang Wanhuang liên tục nằm sàn. Nhận thấy đối thủ không còn đứng vững, bước đi tập tễnh, Duy nhất lao lên tấn công bằng pha lên gối cực mạnh. Ngay lập tức, trọng tài quyết định dừng trận đấu và xử chiến thắng knock out thuyết phục thuộc về Nguyễn Trần duy nhất. Chia sẻ nhanh với báo chí sau trận đấu, Wang Wanhuang thừa nhận Nguyễn Trần duy nhất đã thể hiện trình độ hơn hẳn và anh sẽ cần phải cải thiện mình hơn nữa. Võ sĩ người Trung Quốc cũng cho biết, đùi của anh đã bị tổn thương khá nặng sau khi liên tiếp dính những cú quét trụ rất mạnh của đối thủ. Có vẻ như anh khá có duyên với các đối thủ phương Bắc. Khi chỉ ngay sau đó, vào tối ngày 21 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Trần duy nhất có màn so tài với Zhao Yaoxi trong một trận đấu tại hạng 60kg tại Asian Fighting Championship AFC. Zhao Yaoxi là một võ sĩ có tiếng tại sàn Muay chuyên Trung Quốc, khi chỉ thua 3 trong tổng cộng 31 lần thượng đài chuyên nghiệp. Nếu xét theo các con số, thậm chí Zhao Yaoxi còn làm tốt hơn chủ nhân trước HTB SEA Games 2019. Trước đối thủ mạnh, Nguyễn Trần duy nhất chủ động sử dụng những đòn chân để hạn chế nỗ lực tiếp cận của đối thủ. Bình luận viên của AFC liên tục phải thốt lên ngỡ ngàng bởi uy lực từ đòn cước được võ sĩ Việt Nam sử dụng. Thậm chí cuối hiệp 2, võ sĩ sinh ra tại Quảng Ngãi còn đá ngã thành công Zhao Yaoxi, khiến võ sĩ Trung Quốc này liên tục nhăn nhó ôm mạng sườn. Ở hiệp cuối cùng, dù rất nỗ lực tấn công, những đòn đấm, trỏ của Zhao Yaoxi đều không mang lại hiệu quả. Chung cuộc, duy nhất chiến thắng thuyết phục đối thủ Trung Quốc với điểm số đồng thuận 30-27, 30-27, 30-27 từ các giám khảo. Sau trận đấu, các bác sĩ kiểm tra vết thương của Zhao Yaoxi và tiết lộ võ sĩ này bị rạn xương sườn. Không những đánh bại được hai võ sĩ lừng danh của Trung Hoa, thậm chí khi được hỏi về một ngôi sao võ thuật khá có tiếng ở Trung Quốc là Từ Nhuận Đông, Nguyễn Trần duy nhất cũng thẳng thắn chia sẻ, Từ Hiểu Đông chỉ là võ sĩ nghiệp dư, tôi không quan tâm. Từ Hiểu Đông bắt đầu nổi tiếng trên mọi mặt báo quốc tế sau trận đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền Ngụy Lôi trong 10 giây. Mọi chuyện càng trở nên đáng chú ý hơn khi Từ Hiểu Đông lên tiếng nói võ cổ truyền Trung Quốc đã lỗi thời trước môn võ tự do MMA. Không dừng lại ở đó, bắt đầu từ trận thắng này, Từ Hiểu Đông đã lên tiếng thách đấu mọi cao thủ. Đối thủ võ cổ truyền tiếp theo mà Từ Hiểu Đông thách thức chính là Đinh Hạo. Đinh Hạo là đệ tử đời thứ tư của Diệp Vấn. Tuy nhiên, Từ Hiểu Đông chỉ mất hơn một phút để hạ gục Đinh Hạo bằng những đòn đánh của MMA. Sau khi hạ Đinh Hạo, Từ Hiểu Đông thách thức Điền Dã, một người có số má trong làng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Khác với những lần trước đó, cuộc tỷ thí này diễn ra trên võ đài và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh online. Từ Hiểu Đông nhập cuộc thăm dò và sau 2 phút, võ sĩ này đã tung đòn liên tiếp khiến Điền Dã đổ máu trên gương mặt. Từ tháng 5 năm 2019, Từ Hiểu Đông so tài với Lã Cương. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó. Hôm đầu tháng vừa qua, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến võ cổ truyền Trung Quốc bẽ mặt
khi đánh bại đối thủ thách đấu là võ sư Kung Fu Trần Dũng. Rõ ràng, cái tên Từ Hiểu Đông gây được sự chú ý lớn với không chỉ làng võ thuật Trung Quốc mà còn cả Việt Nam thời gian qua. Có lần khi về Việt Nam, chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh gây tranh cãi. Pierre Francois Forest từng gửi lời thách đấu tới Từ Hiểu Đông. Rất nhiều người yêu võ thuật Việt Nam hy vọng Forest có thể thử sức với Từ Hiểu Đông trên sân đấu. Một số khác thì hy vọng những võ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Nguyễn Trần Duy Nhất hay Trương Đinh Hoàng có thể dạy cho anh chàng võ sĩ 41 tuổi hống hách người Trung Quốc một bài học. Khi đem vấn đề này trao đổi với Nguyễn Trần Duy Nhất, rất bất ngờ là độc cô cầu bại môn Muay Thái của Việt Nam lại cho biết mình không thực sự quan tâm lắm tới cái tên Từ Hiểu Đông. Võ thuật là một môn nghệ thuật, nó có cái hay, cái đẹp trong từng môn và không môn nào giống môn nào vì cái đẹp, cái hay ở giá trị phát triển của từng môn. Do vậy, không thể so sánh môn võ nào hay hơn môn võ nào. Tôi không quan tâm lắm vụ võ sĩ nghiệp dư MMA Từ Hiểu Đông thắng một vài võ sư của môn võ chính thống Trung Quốc. Nhưng theo tôi, đây không phải là trận đấu thực sự và cũng không thể vì kết quả này rồi phủ nhận những cái hay, cái đẹp khác. Võ thuật phải thể hiện đúng cách và đặc biệt đạo đức trong võ thuật rất cao quý. Phải chú trọng điều này thì mới được coi là chuyên nghiệp, Nguyễn Trần Duy Nhất cho hay. Người ta thường nói, thầy giỏi ắt sẽ sinh ra trò giỏi. Noi gương người thầy của mình, Mùi Trọng Vinh là một trong những người học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất cũng đã xuất sắc hạ gục một đối thủ đến từ Trung Hoa. Chiến thắng vang dội của đại diện Việt Nam là Mùi Trọng Vinh trước đối thủ người Trung Quốc Yan Yan Gin ở hạng cân Bantamweight 61,2kg. Mùi Trọng Vinh nhập cuộc với những cú đá phá trụ đối phương quen thuộc của môn Muay. Yan Yan Gin bắt được chân của Trọng Vinh và đưa trận đấu xuống sàn, nhưng võ sĩ của Việt Nam đã phòng thủ thành công. Sau khi trận đấu trở lại với tư thế đứng, Trọng Vinh tung ra các đòn liên hoàn đấm, đá, khiến đối thủ vất vả phòng thủ. Yan Yan Gin áp sát tốt và một lần nữa đưa trận đấu xuống sàn. Nhưng lần này, võ sĩ người Trung Quốc trúng những đòn tay vào đầu. Sang hiệp 2, Yan Yan Gin vẫn trung thành với chiến thuật áp sát để kéo trận đấu xuống mặt sàn. Nhưng Trọng Vinh đã phòng thủ rất hay. Võ sĩ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, chất chiêu cơ hội để có được những pha tỉa đòn uy lực khiến mí mắt của Yan Yan Gin bị rách, nắm được thế chủ động. Trọng Vinh đè lên người đối phương và tung ra combo đòn liên tục khiến mặt của Yan Yan Gin bị sưng to. Mặc không thể độc ao đối thủ, Mùi Trọng Vinh vẫn nhận chiến thắng điểm từ tổ trọng tài, giúp anh có trận thắng đầu tiên tại giải đấu MMA AFC danh giá. Không chỉ nổi tiếng với các chiến thắng trước các võ sư người Trung mà trong sự nghiệp võ thuật của mình, Nguyễn Trần Duy Nhất cũng đạt được vô số các thành tựu lớn nhỏ khiến mọi võ sĩ đều phải ghen tị. Nguyễn Trần Duy Nhất, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1989, là một võ sĩ chuyên nghiệp người Việt. Lĩnh vực của anh là bộ môn Muay Thái, Khun Khmer và Leadway. Anh hiện đăng ký hợp đồng tham gia thi đấu các mùa giải, sự kiện của One Championship và World Leadway Championship. Nguyễn Trần Duy Nhất là nhà vô địch thế giới các giải của Liên đoàn Muay Thái Thế giới, WMF 5 lần, là vận động viên 4 lần thi đấu giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, bộ môn Muay Thái. Anh cũng từng chiến thắng các giải đấu như giải vô địch Muay Thái nghiệp dư thế giới, IFMA, vô địch Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2013, vô địch Đại hội Thể thao võ thuật châu Á năm 2009, Đại hội Thể thao trong nhà châu Á và Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Nguyễn Trần Duy Nhất có nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi, sinh ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Lỵ, tỉnh Phú Khánh cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, anh được nuôi dưỡng tại Lâm Đồng, lớn lên ở tỉnh này cùng vùng Tây Nguyên. Xuất thân trong gia đình theo nghiệp võ thuật, Duy Nhất có cha là Nguyễn Trần Diệu, võ sư sáng lập bộ môn Tấn Gia Quyền của võ thuật Việt Nam, còn mẹ anh là võ sĩ Minh Ánh Ngọc. Cả cha và mẹ của anh đã từng vô địch quốc gia trên võ đài tự do nhiều năm về trước. Kế thừa dòng máu võ thuật, Nguyễn Trần Duy Nhất bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm lên 3 tuổi, sau đó bắt đầu thi đấu ở các giải đấu cơ sở khi lên 14 tuổi. Năm 2007, Duy Nhất rời Lâm Đồng vào thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi đam mê của bản thân. Anh theo học ở trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố và bắt đầu tiếp xúc với bộ môn Muay Thái. Rất tình cờ khi xem một bộ phim của điện ảnh Thái Lan thuộc thể loại hành động võ thuật. Lúc này, anh mới bắt đầu tiếp xúc với Muay Thái và mối lương duyên bắt đầu từ đây. Cảm thấy những đòn thế trong phim thật tương đồng với những thế võ mà cha và mẹ hay dùng để thi đấu. Duy Nhất quyết định thử sức
và được gia đình vô cùng ủng hộ. Anh nói rằng, lần đầu tiên tôi thấy Muay Thái là tại bộ phim Ong Bak của Tony Jaa. Tôi cảm thấy môn này sao thật tương đồng với những thế võ mà cha và mẹ hay dùng để thi đấu. Vì thế tôi quyết định thử sức. Quyết định này đã được bố mẹ tôi vô cùng ủng hộ. Năm 2008, anh chính thức tham gia vào đội tuyển Muay Thái thành phố Hồ Chí Minh, tập luyện và thi đấu các giải cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Nguyễn Trần Duy Nhất đã tham gia nhiều giải trong và ngoài nước, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước đến bạn bè trên toàn thế giới. Tại các giải thi đấu quốc gia, Duy Nhất lần đầu tham gia giải và giành ngôi vô địch năm 2007. Sau đó, trong suốt thời gian dài, từ năm 2009 đến năm 2020, anh thống trị ngôi vô địch với thành tích 12 huy chương vàng. Nguyễn Trần Duy Nhất tham gia giải đấu Muay Thái ra mắt đầu tiên năm 2009 tại Đại hội Thể thao Võ thuật Châu Á 2009. Anh thi đấu hạng featherweight của nam 54-57kg. Tại giải này, anh thua võ sĩ Kitishak Bunsemsen người Thái Lan với điểm 0-5 trong trận chung kết và giành huy chương bạc. Trong năm 2009, Duy Nhất cũng tham gia Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2009. Tiếp tục ở hạng featherweight, anh đã giành chiến thắng trước Wirapul Nothin người Thái Lan với tỷ số 4-1, giành huy chương vàng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong bộ môn Muay Thái. Anh tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên ở SEA Games 2009 tại Viên Chăng, Lào. Ở hạng featherweight, anh giành được huy chương bạc. Đại hội Thể thao Đông Nam Á là giải đấu 2 năm một lần, bộ môn võ thuật nghiệp dư. Duy Nhất đã tham gia các mùa SEA Naypyidaw 2013 tại Myanmar, SEA Kuala Lumpur 2017 ở Malaysia và SEA Luzon 2019 ở Philippines. Vào 3 giải đấu này, anh đều giành huy chương đồng Muay Thái. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2013, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh bại Dania Kasikel, người Kizi với tỷ số 5-0, giành huy chương vàng Muay Thái tại hạng featherweight tại Đại hội Thể thao trong nhà Võ thuật Châu Á 2013. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Duy Nhất đánh bại Victor Pinto, võ sĩ em trai của Antoine Singapore Boxing, tại giải Thai Fight Việt Nam bằng quyết định của trọng tài. Đây cũng là sự kiện chuyên nghiệp mà Duy Nhất tham gia, chắc hẳn về tính chất đối với thể thao nghiệp dư. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu tại lễ khai mạc sự kiện Asia Fighting Championship. Anh đã đánh bại Hoàng Quân Wan trong hiệp 2 bằng TKO. Anh tham gia trận đấu thứ 2 ở Asia Fighting Championship đối đầu Yao Yanxi vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Sau 3 hiệp đấu, Duy Nhất chiến thắng đồng thuận Unanimous Decision. Nguyễn Trần Duy Nhất ký hợp đồng với giải đấu One Championship, bắt đầu ra mắt trận đầu tiên tại sự kiện One Championship Immortal Tryout ngày 6 tháng 9 năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện One FC được tổ chức tại Việt Nam ở nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Duy Nhất đối đầu với Azawa Chiwin người Malaysia, chiến thắng KO ở hiệp 3. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, anh thi đấu với Yut Watanep người Nhật tại One Championship F-Up Greatness và thắng KO ở hiệp 2. Duy Nhất đang trong giai đoạn tiếp tục tham gia One FC, giải đấu võ thuật chuyên nghiệp hàng đầu châu Á và đặc biệt trên thế giới. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Duy Nhất có trận đấu Khun Khmer đầu tiên tại sàn thi đấu Wak Phnom Penh. Duy Nhất bị dính cú đấm nặng ở hiệp 2, phút 5 thứ 54 trong clip và trọng tài phải đếm đến 7, nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy tiếp tục tranh tài. Sau khi hết thời gian thi đấu, trọng tài xác định phần thắng chung cuộc thuộc về Khun Bora và Nguyễn Trần Duy Nhất vui vẻ quay sang chúc mừng đối thủ. Năm 2019, Nguyễn Trần Duy Nhất ký hợp đồng với World Lightweight Championship, bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp Lightweight. Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Duy Nhất có trận đấu Lightweight đầu tiên tại WLC7, Mithai Warriors, chiến thắng Big Mud Kamang ở phút 2:13 của hiệp 1. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, anh tiếp tục tham gia sự kiện World Lightweight Championship ở WLC9, King of Night Glam, đánh bại Izzat Zaki bằng Unanimous Decision. Bước vào năm 2023 với tư cách nhà vô địch tại Lion Championship, nhưng Duy Nhất không có thời gian để bảo vệ cho danh hiệu của mình. Nửa đầu năm 2023, Duy Nhất tập trung cho SEA Games, nhưng lần này anh không còn tham dự với tư cách huấn luyện viên nữa mà sẽ tham gia thành phần ban huấn luyện
của đội Khun Khmer. Khun Khmer có thể còn xa lạ với phần đông, nhưng thực tế, môn này có nhiều nét tương đồng với Muay. Sự khác biệt chủ yếu đến từ vấn đề tên gọi. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm thượng đài như Duy Nhất, anh tất nhiên đã quen với môn võ này. Tuy nhiên, việc trở thành huấn luyện viên của đội tại SEA Games thì chưa. Nhất đã tham dự 6 kỳ SEA Games, nhưng lần này sẽ có một vai trò mới. Đó là huấn luyện viên cho tuyển Khun Khmer. Nếu là một huấn luyện viên, bạn chỉ phải lo chuyện ăn tập và thi đấu. Với huấn luyện viên, mọi thứ khổ hơn nhiều. Bạn phải quan tâm lo lắng cho tất cả huấn luyện viên, đưa ra chiến thuật hợp lý và lo chuyện thủ tục. Duy Nhất chia sẻ trong quá trình cùng toàn đội có mặt tại Campuchia để tham dự SEA Games. Cần phải nói thêm, môn Khun Khmer là quốc võ của Campuchia và nước chủ nhà đặt kỳ vọng rất cao ở môn này. Dàn võ sĩ dự giải của họ cũng rất chất lượng với nhiều người từng chơi hàng trăm trận nhà nghề, thách thức tất nhiên không dễ dàng. Dù vậy, nỗ lực của tuyển Khun Khmer Việt Nam cũng được đền đáp với tổng cộng là 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp thứ 2 toàn đoàn sau đoàn Campuchia. Tại SEA Games 32, chỉ có đoàn thể thao Việt Nam có thể giành vàng môn Khun Khmer từ các vận động viên nước chủ nhà. Các đoàn khác tham dự chỉ dừng lại ở tấm huy chương bạc. Thành tích trên tất nhiên có đóng góp không nhỏ của Duy Nhất, huấn luyện viên của các vận động viên Khun Khmer khu vực phía Nam. Không ít vận động viên tại SEA Games vốn đã quen mặt với Duy Nhất. Thậm chí trong danh sách tuyển Campuchia còn có võ sĩ từng chạm trán Duy Nhất hồi năm ngoái. Nhưng tại SEA Games vừa qua, họ đã thấy được võ sĩ 34 tuổi với một vai trò mới. Hình ảnh một Duy Nhất tận tụy, quan tâm lo lắng cho các học trò đã ghi dấu trong mắt nhiều người. Tới cuối tháng 9, Duy Nhất tiếp tục xuất hiện với tư cách huấn luyện viên cùng các vận động viên tham gia giải vô địch Muay trẻ thế giới. Tại giải đấu quy tụ những võ sĩ hàng đầu thế giới, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu hết mình. Trải qua một tuần tranh tài, chúng ta kết thúc giải đấu với thành tích 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp thứ 16 toàn đoàn. Đây là thành tích đáng khích lệ, bởi ở sân chơi này vào năm 2022, chúng ta đã bỏ lỡ những tấm huy chương vàng một cách đáng tiếc. Như vậy, sau nhiều năm thi đấu, Duy Nhất có 8 lần vô địch thế giới bán chuyên nghiệp hạng B từ năm 2010 đến năm 2018 và giữ trong tay chiếc đai WMF danh giá của Liên đoàn Muay Thái Thế Giới. Tại hạng chuyên nghiệp hạng A của giải vô địch Muay Thái Thế Giới tổ chức tại Thái Lan năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất đã đoạt huy chương đồng hạng cân 60kg. Với thành tích đạt được, vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất đã có bước tiến mới trong sự nghiệp thi đấu của mình, vững bước ở thể thức chuyên nghiệp thế giới. Tháng 1 năm 2018, Nguyễn Trần Duy Nhất chính thức được Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5 bổ nhiệm chức vụ trưởng bộ môn Muay quận 5. Với vai trò trưởng bộ môn, anh đã góp sức để phong trào tập luyện bộ môn Muay ở quận 5 phát triển suốt 5 năm qua. Bộ môn Muay đã đóng góp vào thành tích chung của thể thao quận 5 với hơn 60 huy chương các loại, trong đó có 30 huy chương vàng. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5 cùng nguồn kinh phí xã hội, mới đây, câu lạc bộ No One tập luyện Muay Thái tại quận 5 ra đời với hơn 60 võ sĩ thường xuyên tập luyện. Với tài năng và sự hết lòng cống hiến cho sự nghiệp thể thao Việt Nam của Nguyễn Trần Duy Nhất, câu lạc bộ No One không chỉ đào tạo nhiều võ sĩ trẻ tài năng cho phong trào thi đấu Muay quận 5 mà còn quảng bá hình ảnh bộ môn Muay như một phương pháp rèn luyện thể chất và tinh thần một cách hiệu quả, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhận thấy sức hút từ hình ảnh đẹp, lối sống chân hòa, có lý tưởng, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2009 đến 2013. Với những thành tích xuất sắc, ngày 1 tháng 9 năm 2013, quần chúng ưu tú Nguyễn Trần Duy Nhất đã vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin mà Tuyệt Mật TV muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị. Hãy like và share để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!